Ăn hàng rồi, sắp ăn hàng rồi. Ôi cô ơi, thôi đừng đập vào, nghỉ ngơi, ngồi ghế đá cho mát. Thôi đi 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 vào nghỉ ngơi tí đi nhờ. Trời thật đấy. Tí nữa cháu gẩy cho. Đang cái lúc gầy cấn thì cô cứ gẩy trước mặt. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Thôi lại lên mất rồi. Nhờ cháu có cây đá này, ngày nào cháu ra cháu nằm ở đây. À, cô có lấy rơm không? Chứ nhà cháu nhiều cực. Họ phơi sát ở đường ra chỉ vực bốc. Chưa, nhìn kìa. Em biết rồi. Thế ạ. Thôi cô ơi đừng gẩy nữa được không? Gẩy. Thật đấy, chỗ đấy nó cũng khô, yên tâm. Khổ quá, cháu bảo đảm là khô mà. Đúng rồi, đây là đánh thử thôi cô ạ. Thì... đúng rồi, vâng. Một lần là... nếu nào đánh thì vang xin lỗi. Vâng. Vâng. Cái đầu trên kia chưa gãy kìa cô ơi. Ôi, cái này mà không gãy, nó nhảy luôn. Đấy, cô được lên tivi nhá. Đấy, ngồi thế nghỉ vậy thích không? Mà cái gì tôi mới đưa tôi gầy tên tên để cho chị đánh chú là buồn cười. Ờ đúng rồi đấy, cô công nhận tinh mắt hết. Theo cô phải chết không? Là cô cái độ bên nào là để còn sắp bàn nữa. Ta độ được thì các chú ăn thua các chú chịu. Cô ở đây có ai bán nước mía không cô? Ở đây có ai bán nước mía không? Làm gì? Cháu mua biếu cô cốc, ngồi từ nãy nắng nôi mệt. Biếu tôi chả uống. Cho tôi chẳng lấy. Biếu tôi chẳng lấy. Làm người tốt khó nhỉ. Còn lại nhìn thấy nó không bá kìa. Chết rồi, chết không? Chết. Ui. Ở đây xuất sang đẹp ạ. Ở bên này dễ chết hơn. Đùa đi, mẹ em nó hên hẳn đi. Đấy nhé, không đi cô. À. Cụp tít kìa. Chết. Cắm rồi. Mày à, được rồi, đấy, được rồi. Bướng là con.